nhằm chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm của Hội đồng Chân dân thành phố. Sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Chân dân thành phố đơn vị quận Liên Chiểu gồm các ông bà Phan Thanh Long, Phan Văn Dũng và Lê Kim Anh đã có hốc buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Minh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Hòa Minh bày tỏ phấn khởi về những kết quả trong phục hồi phát triển kinh tế xã hội thành phố, cũng như bước đầu triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Cử tri cũng theo lên một số vấn đề bất cập, đề nghị thành phố xem xét giải quyết trong đó cử tri đề nghị cần có giải pháp căn cơ cụ thể để chống gặp ống đô thị sau đợt mưa lụt lịch sử vừa qua. Bởi thực tế tại quận Liên Chiểu, có nhiều khu vực ngập sâu, công tác cứu hộ rất khó khăn. Xảy ra mưa lớn về đêm, à, nhanh gây khó khăn cho công tác à, cứu hộ. Thì à, vì lâu về dài, thì à, thành phố biết cái thông tin này, thì à, có cái hướng gì À, sắm cano à, thiền à, nước chung riêng liên chịu đã đã có cái cái, cái, cái chuẩn bị chưa như ý kiến cử tri phường Hòa Vinh cũng đề nghị hệ thống thoát nước kiệt khảm, cần đầu tư thêm để đảm bảo thoát nước đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố nói chung và quận Liên Chiểu nói riêng nhất là các dự án giao thông đã kéo dài nhiều năm đoạn đường của nhà chúng tôi thì dài 439 mét thôi rất lâu rồi mùa mưa thì lầy lội mùa hè thì bụi mù bù, ảnh hưởng đến nhân sinh của bà con đi lại đã kiến nghị đề nghị rất nhiều rồi nhưng vẫn chưa hoàn thành bà con được các vị đoạn đường này là từ đường sắt Hoàng Thị Loan cho đến đường Y Khê giáp tranh với thành kia Tây cử tri phường Hòa Minh còn đề nghị thành phố cần quan tâm hơn đến việc quản lý các lô đất trống đảm bảo vệ sinh môi trường tăng cường quản lý trật tự đô thị an toàn giao thông tổ đại biểu hội đồng dân dân thành phố đơn vị quận liên chiểu đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri đồng thời yêu cầu các ngành và địa phương thông tin thêm về các vấn đề cử tri nêu ra